Ngày mới lại bắt đầu, và chúng ta lại bắt đầu công việc của một người chăm trẻ. Kính chào quý vị khán giả bốn phương đã đến với chương trình của Người Nông Dân Vui Vẻ. Cái thú vị ngày mới thì chúng ta có hết sức là nhiều việc. Công việc đầu tiên thì nấu cơm. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước quê mình đẹp như nến say. Sáng em côi côi, ôi về đâu để gặp em? Ngôi sao đào rơi mang đời em xa tôi. Đã bao lần vì anh trong nước mắt, đã bao lần vì em anh muốn nói. Người tình ơi vì sao người nỡ gieo sầu đau, đến cho anh con tim nhỏ nhói. Như hôm nào cầm tay em anh nói, vẫn ngọt ngào từ lời ta đã hứa. Mình siêu nhau cùng đi về cuối chân trời xa, tiếc cho anh những tiếng yêu chiều ngọt đầu môi. Từng giọt nước mắt. Cái thú vị rửa chén mỗi ngày thì giúp cho chúng ta có được một cái bàn tay hết sức là đẹp và thơm. Có nhiều người nói này nói nọ, nhưng cái thú vị đây là bàn tay rửa chén này. Đó, quý vị thấy không? Đó, để quý vị kiểm chứng là bàn tay rửa chén vậy đó, nó hồng hào vậy đó. Đó, đấy. Như là bàn tay này chỉ có rửa chén thôi quý vị. Nấu ăn đi chợ, rửa chén, chăm trẻ. Đây là nhiều người bảo cái ông người nông dân này sao mà ông suốt ngày ông rửa chén. Thì kính thưa quý vị là gia đình của người nông dân bố là lính chiến trận, cho nên là hy sinh từ nhỏ, mất từ sớm. Nhà thì còn con trai, không có con gái, cho nên là mình phải vào vai người con gái để mà phụ giúp mẹ mình. Cho nên là mình rất là thương mẹ mình, rất là tận tạo để mà nuôi con. Nên là đó là lý do mà vì sao là người ta bảo con gái thì hay thương cha mà con trai thì hay thương mẹ. Cuộc sống nó là công bằng như vậy quý vị. Em nhiều năm đã chúng ta không còn nhau, nay được nhìn thấy em yên vui và hạnh phúc, lòng mình nay cũng vui rất nhiều. Vì điều mong ước anh đã trọn vẹn là mong ước em tìm thấy một tình yêu. Anh tại sao bấy lâu anh không tìm em? Giọt nước mắt hôm nay đã làm em hao tượng gì? Giọt nước mắt hôm nay đã làm em đứng dậy giữa dòng đời đầy ngang trái. Ai cũng từng một lần trải qua
những đắng cay của cuộc đời. Ai cũng từng buồn phiền về những điều chành chơ của cuộc sống ưu phiền. Vậy thì hãy buông bỏ tiền, vì đồng tiền hôm nay đã làm con người ta đổi thay. Giàu sang để hèn ai hiểu được đâu. Cuộc đời khi trắng khi đen, khi hương khi tàn, buồn phiền và cay đắng cùng giống như vinh quang và sầu sáng. Đường mình hiên ngang bước đi trên con đường dài, đường mình yêu thương thế giới hiện tại, đường mình còn đó, đường mình quên đi lối sông xa hoa. Đêm ngày tháng ngậm lại, cuộc đời vốn như vậy. Rồi em sẽ đi về đâu? Cuộc tình cùng xuôi đi. Thưa quý vị, vừa rửa chén vừa hát hò vui vẻ để tinh thần của chúng ta có thể nói là hết sức là có cái động lực để chúng ta có thể nói là chăm chỉ rửa chén mỗi ngày. Vâng, yếu tố tinh thần là một cái yếu tố hết sức là quan trọng. Và nếu như mà tinh thần mà chúng ta suy giảm thì có thể nói là chúng ta sẽ không làm được bất cứ việc gì khác. Vâng, kính thưa quý vị, ngày mới thì lại tới rồi. Và chúng ta luôn luôn cầu mong cho những điều vui vẻ nhất, tốt tươi nhất và an lành nhất sẽ đến với mọi người. Cuộc sống này thì là như vậy thôi, rất nhiều những cái điều buồn phiền ở phía trước. Và chúng ta thì luôn luôn nhìn về tương lai, nhìn về cái bầu trời tươi sáng của chúng ta với một cái sự lạc quan yêu đời, với một cái sự cố gắng không ngừng nghỉ. Thì kính thưa quý vị, là cuộc sống này luôn dạy chúng ta rất nhiều những cái bài học. Và người ta thường nói rằng, như người ta thường nói, bước qua thương đau thì chúng ta mới tìm thấy nhau. Và chỉ có những cái điều yêu thương sẽ giúp chúng ta quên đi những cái điều phiền muộn trong lòng. Nên là kiếp này thì chúng ta cũng phải nỗ lực cố gắng rất nhiều và nhìn về phía trước, thích ứng với cái thời đại 4.0. Nếu ở bên ngoài chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá, căng thẳng quá, áp lực quá thì chúng ta quay trở về nhà. Nếu chúng ta cảm thấy rằng làm nghề này chúng ta cảm thấy không phù hợp, chúng ta lại tìm một con đường mới. Mọi con đường đều đưa chúng ta tới những cái khám phá hết sức là tuyệt vời. Nếu quý vị biết rằng là cái nghề rửa chén này ở bên Nhật và châu Âu hết sức là phát triển, bởi vì người ta rửa bằng máy các bạn. Bởi vì cái ẩm thực ở Nhật, ở châu Âu á, người ta ăn quán rất là nhiều, và nấu ăn thì rất là ít.
nên là quý vị thấy rồi. Ngày mới đã tới rồi, bạn hiền ơi. Ngày mới đã tới rồi, ta về thôi. Giọt nước mắt đã bao ngày làm ta đắng cay. Tình yêu đó đừng có phá, bao ngày chỉ làm giấc mơ. Ai cũng nói giấc mơ này quá xa vời, ai cũng nói giấc mơ chỉ là giấc mơ. Hỏi bài thơ ta viết cho ai, hỏi bài thơ ta vì ai xây đắm, hỏi vì sao nước mắt ta rơi, ngày tháng chơi vơi trong dòng đời ta đi thuyền. Mỗi người thì đều có cái duyên phận cho cuộc đời mình, nên là tôi thì đã là người nông dân thì hãy cố gắng cày cuốc, cày sâu cuốc bọc, trồng lúa, trồng rau, thả bò, thả trâu, có này thì thả ít dê, chăn nuôi gà, nan đồng vịt, vừa là kinh tế vừa ao chuồng. Nhưng mà bây giờ thì kính thưa quý vị là đất đai cũng không có để mà chúng ta làm được rồi. Làm cái gì thì chúng ta phải có quỹ đất. Nên bây giờ thì nông thôn giờ mình hết đất rồi, đất bây giờ có chủ hết rồi, không còn đất trống như ngày xưa nữa. Nên bây giờ chăn bò cũng, núi bây giờ cũng là thuộc sở hữu rồi, nên là không có chỗ nữa rồi. Ôi đi về đâu để gặp em, ngồi xa nào rơi mang đời em xa tôi. Nhưng điều không đã biết cũng phải đâu là tình, nhưng gì ta đã muốn sao em mãi mãi xa đi, mà sao tim ta cũng băng giá. Tôi mất em chuông khi đang cay trên nẻo đường, thì ta cũng vẫn vương đời ai. Chờ mong sao giấc mơ tuyệt vời, ngày yêu thương đã đi thật xuôi thôi. Ngày anh đi về đâu rất xa, bỏ lại anh giữa em thành tàn. Ngày em đi giấc mơ đầy ngang trái, đêm về thu thắng để biết ngày mai. Dòng đời ai cũng như ai, cuộc đời lập vời. Cuộc đời ai cũng như ai, khóc than thì làm chi. Hãy nghĩ về tương lai để tiếp tục
vừa cười vừa. Hãy tính về hết ngon tôi xa. Ngày mai có đang khơi nước mắt nơi con đã đổ rồi. Ngày mai có khó khăn sông to cũng đã em đổ rồi. Giờ chỉ còn lại giấc mơ nhỏ nhói thôi. Để quên đi tháng năm đầy mưa. Ai cũng nói, ai cũng ngỡ, cùng ước mong nhưng hỏi ngày mai tương lai về đây. Xong rồi quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến với kênh của người nông dân vui vẻ và kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều tiếng cười và niềm vui. Cuộc sống vốn là như vậy và chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước với những điều yêu thương, từ bi và luôn luôn nhìn cuộc đời với ánh quang của ngày mới bình an.